Xin chào tất cả các chị em của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và bây giờ thì đã là thời điểm rất sát Tết rồi. Chính là thời điểm vàng để các chị em có thể bắt đầu có được cho mình một cái thân hình và một cái làn da thật là đẹp. Vậy thì các chị em còn chần chừ gì nữa khi mà đến với cả Bali để ngay lập tức, ngay lúc này và ngay cái thời điểm này bắt đầu thực hiện cho mình cái công cuộc giảm béo và cái công cuộc tái tạo và làm đẹp lại làn da? Và hiện nay thì Bali để chào mừng cái dịp lễ gần kề cũng như là cái dịp Giáng sinh đang đến thì Bali đang có rất nhiều những cái chương trình khuyến mãi dành cho các chị em và muốn cho các chị em có được một cái tâm thế làm đẹp thật là vui vẻ, thật là sôi động nhất. Và các chị em thân mến là hãy qua ngay Bali, địa chỉ là 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, hoặc chỉ đơn giản là các chị em có thể gọi điện qua số hotline của Bali là 0386 463 463 để có thể tận hưởng được những ưu đãi lớn nhất, tuyệt vời nhất dành cho tất cả các chị em. Và hy vọng là các chị em ngay tại thời điểm này khi mà đến với cả Bali thì có thể kịp thời lấy lại được cho mình một cái thân hình thật là mảnh mai, thật là xinh đẹp, bên cạnh đó là một làn da căng bóng hồng hào cùng với rất nhiều những cái dịch vụ ưu đãi tại Bali nhé. Các chị em thân mến là đang có rất nhiều khách hàng đặt chỗ tại Bali rồi. Vậy nên thì các chị em hãy nhanh chóng đến với cả Bali để có thể được làm đẹp và cũng như là nhanh chóng dành được cho mình một cái suất làm đẹp và làm trẻ trung lại cái thân hình, cái làn da và cũng như là cái tâm hồn của mình nhé. Xin được nhắc lại số hotline của Bali là 0386 463 463 để các chị em có thể được đặt lịch trực tiếp ngay với tư vấn viên của Bali và không phải tránh mất thời gian ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em trong những video tiếp theo nhé.